Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phạm Thiện Nghĩa đã ký văn bản báo cáo nhanh về việc cháy vườn quốc gia Tràm Chim vào ngày 11 tháng 6, trong đó yêu cầu công an điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng theo đúng quy định. chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp yêu cầu công an tỉnh chủ trì phối hợp đơn vị có liên quan tổ chức điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng theo đúng quy định đồng thời chỉ đạo vườn quốc gia tràm chim cử lực lượng kiểm tra tất cả khu còn lại của vườn để chủ động trong công tác phòng cháy đề xuất khen thưởng biểu dương khích lệ tinh thần các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ Trước đó lúc 10 giờ 45 phút ngày 11 tháng 6, trạm bảo vệ rừng Phú Đức số 2 phát hiện xảy ra cháy tại phân khu A1 của vườn quốc gia Tràm Chim, dọc theo kênh Phú Đức 2, thuộc xã Phú Đức, huyện Tam Nông, đã có hơn 240 người tham gia chữa cháy, bao gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương, huy động 13 máy bơm nước, máy chữa cháy, 10 bình xịt máy Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Đồng thời tổ chức trực kiểm tra theo dõi tình hình để xử lý kịp thời tình huống phát sinh trong đêm 11 tháng 6. Diện tích đám cháy khoảng 20,04 ha, trong đó 18,2 ha cháy dưới tán cây tràm, 1,84 ha cỏ, cháy một số cây trồng của người dân ven rừng và 6 xe máy của lực lượng tham gia chữa cháy.